Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tài, mình là chuyên viên tư vấn đến từ trung tâm Nói Mi Honey Beauty. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người những cái dụng cụ, sản phẩm liên quan đến việc tháo mi của mọi người. Trong quá trình mà mình tư vấn khách hàng á, thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi của các anh chị. Ví dụ như là làm sao để tháo mi thật là nhanh, hoặc là tại sao em tháo mi này mà thao tác rất là nhẹ nhàng rồi nhưng mà mắt khách vẫn rất là đau, bị kích ứng này nọ. Thì ngày hôm nay ngoài kỹ thuật ra thì mình nghĩ á, cái sản phẩm hỗ trợ cũng rất là quan trọng. Và nói đúng hơn đó là cái những cái sản phẩm tháo mi này. Vì vậy ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người những cái sản phẩm tháo mi phù hợp và cách sử dụng cũng như là cái hiệu quả của nó như thế nào để mà các anh chị có thể dễ dàng trong việc lựa chọn sản phẩm tháo mi. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người cái dòng sản phẩm đó là gel tháo mi tại nhà Honey. Đây là một dòng sản phẩm là gel và nó là một chất lỏng nha mọi người. Khi mà mình tháo mi á thì nó rất là dễ dàng chảy vào mắt của khách. Vì vậy cái sản phẩm này sẽ phù hợp với những anh chị nào mà có tay nghề chuyên nghiệp nè, tháo thật là nhanh nè, và đặc biệt là cực kỳ phù hợp với việc tháo một sợi luôn nha. Khi mà các anh chị nói mi cho khách tới một thời gian sau, khách quay lại giặt mi đi, thì trong quá trình giặt mi á, khi mà mọi người thấy một sợi mi nó bị bung gốc đi, nó bung gốc nhưng mà nó chưa có rụng, thì mọi người muốn là tháo cái sợi này ra để mà nói lên cái sợi khác cho khách, thì cái dòng gel tháo mi này rất là phù hợp luôn nha mọi người. Nó tiện lợi trong cái việc mà tháo mi một sợi, phù hợp với anh chị nào mà có tay nghề nhanh và chuyên nghiệp. Và đặc biệt là trong thành phần của nó rất là lành tính luôn, nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc và hạn sử dụng là 3 năm kể từ ngày sản xuất. Những anh chị nào mà tay nghề nhanh và chuyên nghiệp, mình nên cân nhắc sử dụng dòng này nha mọi người. Một cái dòng tháo mi thứ hai mà Tài muốn giới thiệu đến cho mọi người đó là dòng kem tháo mi. Cái dòng kem tháo mi này là một cái dòng rất là phổ biến trên thị trường luôn. Thứ nhất là cái gì ưu điểm của nó? Ưu điểm của nó là dạng kem nên là rất là khó để mà chạy vào mắt của khách. Thứ nhất bởi vì nó là sẽ giúp cho khách là đỡ cay mắt nè. Cái thứ hai là thành phần của kem tháo mi nó rất là lành tính, như là kem tháo mi double phát tại nhà Honey, thành phần hoàn toàn là từ chất hữu cơ và không gây kích ứng cho mắt. Và đặc biệt là sản phẩm này là Honey nhập hoàn toàn chính ngạch từ Hàn Quốc luôn và phân phối tại Việt Nam. Hạn sử dụng là 3 năm kể từ ngày sản xuất, một hũ như vậy là 15g. Cái dòng kem tháo mi này á, nó sẽ có một cái ưu điểm đó là nó là dạng kem nên là nó rất là dễ len lỏi vào những cái mối nối mi. Nó làm cho những cái mối nối mi rất là dễ bung gốc ra, nó giúp chúng ta tiện lợi hơn cho cái việc tháo mi ra. Và đặc biệt các cái thời gian ủ nó cũng ngắn nữa, chỉ tầm 2 phút thôi. Khi mà khách đến tháo mi, các chị chỉ cần dặn khách là nhắm mắt thật kỹ nè. Mình dán một cái băng keo lụa ở dưới mí mắt của khách và dùng cái tăm tháo mi này, mình lấy một ít thôi, một cái lượng nhỏ thôi, mình quét lên cái góc cái mối nói, thì ủ tầm 2 phút là mình đã có thể dễ dàng tháo từng sợi mi ra rồi. Thì cái dòng này là dòng rất là tiện lợi, nó phù hợp cả những người thợ chuyên nghiệp nè, cả những người thợ mới vào nghề luôn nha mọi người. Và những cái bộ mi nào mà dày hay đậm cỡ nào thì chỉ cần mình thoa vào cái mối nói của nó thì chắc chắn là mình sẽ có thể dùng để mà mình tháo rất là nhanh. Hiện nay thì trên thị trường á, có rất là nhiều sản phẩm tháo mi mà nếu mà chúng ta lựa chọn những sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc là không chất lượng á, thì cái dịch vụ của chúng ta thứ nhất á, là sẽ mất uy tín nè. Cái thứ hai là tháo mi mất thời gian, không có ra làm cho một bộ mi của mình nói rất tốn rất là nhiều thời gian. Và cái thứ ba quan trọng hơn đó là làm cho mắt của khách bị kích ứng, bị đỏ hoặc thậm chí là viêm mắt khách luôn. Thì hiện nay á, có rất là nhiều anh chị sử dụng những cái chất tẩy rửa để mà tháo mi. Ví dụ như là mình tại thấy là có những cái trường hợp các anh chị dùng cái dung dịch AD này để mà mình tháo mi. Cái dung dịch này tại trung tâm Honey là dùng để rửa nhíp cho khách nha mọi người. Nhưng mà ở một số nơi thì ta thấy là họ vẫn dùng cái dòng này để mà tháo mi. Cái dòng này là dòng chất lỏng nên là dù cho mà mắt của khách đó nhắm cỡ nào thì nó cũng rất là dễ dàng để mà chảy vào bên trong mắt khách. Thứ nhất là làm cay mắt nè. Cái thứ hai là đây là chất tẩy rửa nên là nó sẽ làm cho mi thật bị rụng nè, rồi mắt khách bị đỏ và thậm chí là viêm giác mạc của khách luôn nha mọi người. Đây là một dòng rất là nguy hiểm và Tài hoàn toàn khuyên mọi người không nên dùng cái dòng này. Về cách sử dụng của từng sản phẩm tháo mi á thì là rất là đơn giản nha các anh chị, nhưng mà đơn giản như vậy đó nhưng mà mình phải làm đúng kỹ thuật thì nó mới mang lại hiệu quả cao. Đầu tiên á là đối với cái gel tháo mi này thì như mình nói nó là dạng lỏng và phù hợp với những anh chị nào mà tay nghề chuyên nghiệp và tay nghề nhanh. Thì cách sử dụng rất là đơn giản luôn, mình chỉ cần thấm vào cái tăm tháo mi và mình quét lên cái mối nối giữa mi giả và mi thật á, thì các anh chị ủ tầm 5 phút là các anh chị có thể dễ dàng tháo sợi mi giả ra rồi.
Còn đối với cái dòng kem tháo mi này thì cách sử dụng nó cũng tương tự thôi. Các anh chị chỉ cần lấy cái tăm tháo mi á, mình lấy một ít, một lượng nhỏ kem tháo mi này và mình quét lên cái mối nói mi của khách và mình ủ tầm 2 phút thôi nha, chỉ 2 phút thôi là các anh chị có thể dễ dàng dùng bông tăm để mà lấy mi giả ra, hoặc là dùng nhíp cũng được. Tuy nhiên thì mình khuyên là dùng bông tăm vẫn tốt hơn, dùng nhíp thì đôi khi có thể làm mòn nhíp của mình. Thì khi mà dùng cái dòng kem tháo mi này á, ngoài cái đặc tính đó là lành tính nè, ít cay mắt của khách nè, thì nó còn có một cái ưu điểm đó là tháo rất là nhanh, làm cho các anh chị tiết kiệm được cái thời gian nói mi của mình. Thì hiện nay á, ngoài cái dòng kem này ra thì mình bên Honey còn có một cái dòng đó là kem tháo mi mini. Đây là một cái dòng mà nhỏ hơn của dòng kem lớn này thôi, thành phần nó vẫn tương tự nhau, tuy nhiên á là cái thời gian ủ nó khác nhau một chút. Đối với cái dòng kem double pass này thì mình ủ trong vòng 2 phút, nhưng mà đối với cái dòng kem tháo mi mini này thì các anh chị cần ủ tầm khoảng 5 phút nha. Khi mà tư vấn cho các anh chị về cái dòng sản phẩm tháo mi này thì là Tài nhận được rất là nhiều câu hỏi của các khách hàng gửi về khi mà tư vấn cũng như là khi bán hàng á, các anh chị hỏi rất là nhiều. Nhưng mà trong đó có hai câu hỏi mà Tài gặp nhiều nhất. Cái câu hỏi đầu tiên đó chính là nó thiên về kỹ thuật một chút, nhưng mà ngày hôm nay mình cũng chia sẻ luôn, đó là khi mà mình tháo mi á, thì các anh chị hỏi là mình có thể dùng băng keo nhựa để mà mình dán ở dưới mí này để mà thay cho băng keo giấy hay không, thì câu trả lời là mình không nên dùng nha các anh chị. Bởi vì á, cái thành phần của những cái sản phẩm tháo mi này nè, nó rất là dễ phản ứng với những cái băng keo nhựa, nên là khi mà mình dùng á thì nó có thể làm cho nó phản ứng, nó làm cho chảy vào mắt khách ví dụ vậy, thì có thể làm cho mắt khách bị cay này, bị kích ứng nè, thì nó rất là nguy hiểm cho khách. Mình không nên dùng băng keo nhựa nha, mình nên chỉ nên sử dụng băng keo lụa giấy thôi. Và câu hỏi thứ hai mà mình hay thường gặp đó chính là đối với những cái bộ lông mi dày, nói volume dày 7D, 10D, 12D thì mình dùng cái kem tháo mi này thì các anh chị nói là dùng hơi lâu so với bình thường. Thì một cái mẹo nhỏ cho các anh chị đó chính là trước khi mà mình dùng cái kem này á, mình hãy dùng nhíp mình bóp vào những cái mối nói, như vậy á, thì nó sẽ làm cho keo nó mềm hơn, và như vậy á, cái kem tháo mi này khi mà mình dùng nó sẽ dễ len lỏi vào những cái mối nói đó và làm cho cái sợi mi nó dễ dàng bung ra hơn, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian cho các anh chị cũng như là an toàn cho khách hơn nha. Để mà khuyên các anh chị nên sử dụng loại nào á, thì là Tài khuyên là nếu mà các anh chị làm là thợ chuyên nghiệp, tay nghề nhanh, nên dùng loại gel tháo mi này, đặc biệt là tháo một sợi như mọi người. Còn nếu mà các chị tháo bình thường, tháo nguyên bộ mi luôn, kể cả thợ chuyên nghiệp hay là thợ mới vào nghề đi chăng nữa, thì Tài khuyên là cái kem tháo mi là một cái lựa chọn đúng đắn cho mọi người. Và đặc biệt nên nhớ lưu ý một điều là đừng nên sử dụng những cái sản phẩm có chất tẩy rửa này để tháo mi, bởi vì hiệu quả mang lại không cao, mất thời gian mà còn gây kích ứng, làm cho mắt của khách bị đỏ hoặc là nặng hơn là bị viêm mắt nha mọi người. Những cái sản phẩm tháo mi này hiện là đang có sẵn tại Honey luôn, nên là mọi người cân nhắc nếu mà mình phù hợp với những sản phẩm nào có thể inbox để mà được tư vấn nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem cái video này, và lần sau nếu mọi người muốn chia sẻ về những chủ đề nào, mọi người hãy comment bên dưới để mà trung tâm Honey có thể ra những video clip để mà chia sẻ cùng mọi người nha. Và nếu mọi người cần tư vấn bất kỳ sản phẩm nào, hãy nhắn tin cho fanpage hoặc là liên hệ với hotline 0909 051095 để mà nhân viên có thể hỗ trợ các anh chị.
Và mọi người đừng quên like, share và nhấn đăng ký cái video này để mà khi mà có video mới, các anh chị sẽ là người xem đầu tiên nha. Xin cảm ơn các anh chị.